Kính thưa quý vị, Phật giáo ở Indonesia trải qua thân trầm cùng quốc gia dân tộc hàng nghìn năm lịch sử tồn tại và phát triển với một phạm vi đáng kể của các thánh tích có niên đại từ xa xưa tại quốc gia này. Trong đó không thể không nhắc đến Chùa Di Lạc Mahaviharadutta là một trong những quần thể kiến trúc tôn giáo được coi là đẹp và lớn nhất ở đảo quốc hiện nay. Chùa Di Lạc Mahaviharadutta nằm trong khu vực Saipansa, là ngôi chùa có nhiều tượng Phật nhất thuộc đảo Ba Tam, đồng thời là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, thu hút tín đồ hành hương Phật giáo đến Indonesia. Được xây dựng năm 1991, trên diện tích rộng 4,5 hecta, Mahavihararuta có kiến trúc khá độc đáo, tiêu biểu của cộng đồng người Hoa, gồm 5 tòa nhà tuyệt đẹp và sảnh chính Graha với sức chứa khoảng 2.000 người. Đặc biệt, chùa Di Lạc Mahavihararuta còn có một sức hút kỳ lạ mang ý nghĩa và giá trị tôn giáo to lớn xứng đáng là di tích của hiện đại với thông điệp tình yêu phổ quát đến đây mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy ở khắp mọi góc chùa những tượng phật di lặc lớn khuôn mặt hiền hậu và luôn mỉm cười điều này mang đến cho bạn cảm giác như đang được chào đón một cách nồng nhiệt giữa thế giới an lành đầy tình yêu thương và niềm hạnh phúc không chỉ được ngắm nhìn những tượng phật di lặc lớn mọi người còn được chiêm ngưỡng nhiều tượng Phật khác như tượng Đức Phật Gotama, a di đà nữ thần Quan Im hay sách gia Kalama, Basa Yakuru cùng nhiều tượng khác được đặt rải rác ở những nơi trong khuôn viên chùa. Năm tòa nhà của chùa Di Lạc Mahaviharaduta lần lượt có tên và chức năng như sau. Đầu tiên là tòa Kraha Di Lạc, có chức năng chính là nơi mọi người cầu nguyện, thường là ba lần mỗi ngày. Kế đến là Kraha Patriarch, Nơi đây là hội trường lớn nhất dành cho những người con của Phật bày tỏ lòng sùng kính Đức Phật. Graha Patriot còn là điểm đào tạo giáo dục cho Dhammasala. Thứ ba là tòa Graha Thích Ca gồm một đại sảnh lớn. Mọi người có thể bày tỏ lòng tôn kính dành cho Đức Phật Gautama, Đức Phật Basayaguru, Đức Phật Ajida, Bồ Tát Văn Thù cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Tòa nhà thứ tư mang tên Graha Buddha Quán Thế Âm, đây là một đại sảnh để mọi người có thể bày tỏ sự tôn kính cùng Bồ Tát Quán Thế Âm. Và thứ năm chính là Graha Phật Kalama. không chỉ là chốn linh thiêng, một phần khu vực này còn được dành cho hệ thống trường học. Có thể nói, chùa Di Lạc Mahaviharaduta là một trong những quần thể kiến trúc tôn giáo được coi là đẹp và lớn nhất ở đảo quốc hiện nay. Với lối kiến trúc độc đáo và mang đậm dấu ấn lịch sử nhà Phật, hàng năm, Mahaviharadota thu hút hàng ngàn lượt khách hành hương ghé thăm tham quan và tìm hiểu về văn hóa Phật giáo.